Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, này lên sóng những cây cần này, 3 khúc, 4 khúc, rồi câu lục. Nói chung là hàng hôm nay hơi bị to nha mọi người. Có được cái này nhỏ nhất này, nhỏ nhất, thon gọn nhất đây. Cây cần Daiwa nha mọi người, Daiwa. Bát Fuji FX26, FPX26 nhé. Đây, cứng 50, dài 27. Đây, dài 27 này, thu vào 65cm. Nó thuộc dạng mini nhé. Đầu của nó 2 ly, cân nặng là 280g, giá của nó là 300. Đây, dàn khoan này, cái khoan cái này có chỗ này bị đứt này, chỗ này bị đứt này. Cái này thì mình dán keo thôi nha mọi người, chỉ rằng mình dán keo thôi bình thường. Đấy, đấy, cái này về mình dán keo vô đây. Đấy, ráp lại cái này, dán keo vào. Đấy, thấy chưa, mình đổ keo vào cho nó cứng là được nhé. Còn không ai thích thì về thay của khuyên cái đi. Ok, còn dàn khuyên bay này thì ok này. Đấy, ồ có cái này, cái này cũng bị nứt nhé. Đây, cái thứ hai cũng bị nứt nha mọi người. Đây, khuyên này cũng bị nứt đây này. Mọi người, cái này về mọi người gia cố dán thêm keo AB vào là được nhé. Đây, đầu bu Fuji này. Ok. Một lóng, 2 3 4 5 5 lóng nha mọi người. Đây, trong này thì cái phần sơn ở trong này nó bị tróc nha mọi người. Đây, sơn nó hơi bị tróc đấy. Lóng thứ hai, lóng thứ ba này, đấy. Đây là cái số 1. Số 1 300 nhé. Số 1 300. Số 2 là một cây cần Ryobi câu lục. Hôm nay toàn cần flip thôi nha mọi người. Hôm nay tất cả cần hôm nay đều là cần flip nhé. Đấy, khoan này, khoan Fuji, bát Fuji, dàn khoan ok nha mọi người. Dàn khoan ok luôn. Đấy, bát Fuji FX8 này. Đấy, cây cần này dài 4m2, thu vào là 1m21, độc là 3,2 ly, cân nặng là 580g, giá 400 nhé. Đây, cứng 30, dài 4m2 nhé. Mình nói trước là cái độ cứng này nhà sản xuất nó ghi như thế này là cứng 30 rồi nha mọi người, chứ mấy anh đừng có về kêu không đúng thông số rồi nữa là mình mệt lắm. Đấy, ok, một lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. Dài 4m2, cứng 30. Ok. Là cái số 2. 400. Số 2 400 nha mọi người. Cây này là Ryobi nhé. Số 3 tiếp tục là một cây dài 4m2 HH này, Bát Fuji FX7, Bát Fuji FX7 nha mọi người. Đấy, cái cần này á thì nó có một đặc điểm cái này, nó có bị cái gốc của nó bị mắc một đoạn hay sao á, gốc của nó mắc một đoạn, người ta chế cái khúc gỗ này vào này. Đây, chế cái khúc gỗ vào nhé, chế khúc gỗ vào đây. Khúc gỗ này khoảng cỡ 15-20 phân gì đó nha mọi người, 15-20 phân gì đó. Đấy, thành ra đây cái lóng gốc nó bị mắc một đoạn nên thành ra là cái cần này xuống tới đây là hết rồi, xuống tới đây hết cỡ rồi.
cái cần này mình đo thì nó dài, hiện tại nó đang vươn ra là 4m1, thu vào là 1m22 nha mọi người. Đấy, thu vào 1m22. Cân nặng thì mình chưa kịp đo, nhưng mà để coi thì so với cái cây này. Cân nặng của này chắc cũng đấy khoảng 450-500g nha mọi người. Cân nặng 450-500g gì đấy. Đấy, có cái khuyên cái là Fuji này, mấy cái khuyên này cũng bị người ta thay rồi. Đấy nhá, này lấy phôi thôi. Một lóng, 2, 3, 4, 5 lóng nha mọi người, 5 lóng. Đấy, nói chung cần này người ta chế lại rồi. Đây là cái số 4. Số 4. Số 4 180.000 nha mọi người. Số 3 cho nên số 4 ta. Thôi, giờ bắt đầu qua cái số 3. Đây. Lỡ bỏ qua số 3, giờ lấy cái này cái số 3. Cái Olympic 3m9 Go nha mọi người. Neophonic. Câu lục. Đấy. Dàn khoan nhìn đã chưa? Đấy. Ok. Khoan này. Khoan đẹp nha mọi người. Đấy. Đọc. Một lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. FS7 nha, bát FS7. Cái cần này dài 3m9, thu vào là 1m18, đột 2,9 đi, cân nặng là 740g. Cái này số 3. 400. Số 3 400, cô lục nha mọi người. Số 4 là một cây cần Olympic 3 khúc. Cần Olympic 3 khúc nha mọi người. Đấy, đọt của nó này. Mình thì mà không có ráp vào nữa, để như thế này cho mọi người xem luôn tổng quan. Đây. Cần 3 khúc Olympic. Đấy, khoan kiểu này cho mọi người. Khoan bát còn ok. Này, bát vặn kim loại nhá. Đấy. Đây. Cần này dài 3m4, thu vào là 1m14, đột là 3,3 ly, cân nặng là 560g. Đấy, chất liệu phíp hết nha mọi người. Cần này, video này toàn cần phíp thôi. Con này là số 5. Số 5, 200. Số 6. Đây, số 6 tiếp tục cái cần 3 khúc Olympic. Đấy. Cần 3 khúc Olympic nha mọi người. Đấy. Uống cái đọc cho mọi người xem thử. Olympic nha mọi người.
Đấy. Cái cặp này dài 3m6, thu vào là 1m28, độc là 3 ly, cân nặng là 610g. Này câu lục đúng phê luôn. Đây này cái số 6. Số 6 400 nhé. Số 6 400. Số 7 tiếp tục một cây 3 khúc. 3 khúc này của Daiwa nha mọi người, 3 khúc Daiwa 39. Đọc của nó nè. Nhắc đi nhắc lại là video này toàn cần phíp thôi nha. Bát Fuji FX7 bát trượt. Ok nha mọi người. Cần dài 3m9, thu vào là 1m37, độc là 3,3 ly, cân nặng là 680g, giá của nó là 400. Đây này cái số 7. Số 7 400 nha mọi người. Số 8. Số 8 cũng y cái số 7 luôn. Số 8 y cái số 7 luôn nha mọi người. 8 y cái số 7 luôn. Không có gì khác cả. Cũng loại đây luôn. Số 8 với số 7 như nhau nha mọi người. Đấy. Đây, bắt Fuji FX7. Thông số nó tương đồng nha mọi người. Hai cần hai cái cần nó ra hai cái số. Đây, dài 3m9, thu vào 1m38, độc 3,3 ly, cân nặng 700g. Cái này cây số 8. Số 8, 400, 3 khúc cho mọi người. Số 9 là một cây cần 4 khúc Daiwa. 4 khúc Daiwa nha mọi người. Daiwa, 4m5. Cái độc của nó người ta cột gia cố thêm. Này có lục nhau được. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Bốn khúc đây. Bát vặn kim loại này. Cần này dài 4m5, thu vào là 1m2, độc là 4,1 ly, cân nặng 1,1 kg. 1,1 kg nha mọi người. Đây này cây số 9. Số 9 300. Số 9 300 nha mọi người. Số 10 tiếp tục là một cây 3 khúc to lục. Đấy, của thằng Ebisu. Ebisu nội địa Nhật nha mọi người. Đấy, đọc của nó đây. Đấy. Cái cần này á, cái khoang thứ đầu bu này, khoang thứ nhất này, khoang thứ nhì này, cái khoang thứ ba, cái khoang thứ ba này nó bị hư nha mọi người, về mọi người thay đi nhé, về mọi người thay cái khoang thứ ba đi. Đấy. Nó có 4 cái khoang và 1 đầu bu, 4 cái khoang và 1 đầu bu thì hư mất 1 cái khoang nhé. Đây. Ok. Cần này dài 3m6, thu vào là 1m28. Đấy. Độc thì mình chưa đo, nhưng mà độc này khoảng
3 ly á, độ khoảng 3 ly nha mọi người. Độ khoảng 3 ly. Cân nặng của cây này khoảng 550 600, khoảng 550 600 gram nhé. Cây này có số 10. Số 10. 190.000. Anh nhắc đi nhắc lại là nặng khoảng 550 600 gram nha mọi người. Số 11 là cây cần đây, Olympic Cuba Gold. Đấy. Ok. Độc cứng cao lục nha mọi người. Rồi, cây này độc khoảng cỡ 4 ly hơn, 4 ly hơn. Đấy. Khoan bát còn ok. Rồi, hình con cũng khá là đẹp. Đấy. Đây. Cái cần này dài 4,2 m, thu vào là 1,53 m, độc là 4,2 ly. Cân nặng là 820 g. 820 g. Giá cây số 11 là 450.000. 450.000, 3 khúc nha mọi người, cần 3 khúc. Đây. Số 12. 12 là một cây cần 4 khúc nha. Cần 4 khúc này của hãng nào nhà mất mất cái tem rồi. Nhưng mà để mình xem nữa. 4 khúc này của Daiwa nha mọi người. 4 khúc Daiwa. Đấy. Đọc này. Đây, khoan. Có một cái khoan thứ nhì á, khoan từ trên đầu bu xuống cái khoan thứ nhì á. Nó bị hư người ta thay nè. Ở khoan thứ ba người ta cũng thay rồi nè. Đấy. Thay nhiều khoan rất là đẹp nha mọi người. Thay khoan đẹp luôn. Đấy. Ok. Khoan cái này. Đấy. Chỗ này uống da. Cần này dài 4,4 m, thu vào là 1,24 m, đọt là 3,6 ly, cân nặng là 940 g, giá của nó là 300. Cây này số 12. 12 300 nha mọi người. Trời đang mưa to quá. Số 13 là cái cần này. Đây. Olympic nha mọi người. Cần 4 khúc Olympic. Cần 4 khúc Olympic nha. Câu lục. Đấy. Ok. Bát vặn kim loại. Đấy. Rồi. Cái cần này dài 3,9 m, thu vào là 1,08 m. Để mình nhìn cái đọt đi. Cái đọt của cái cần này khoảng khoảng 3 ly, 3 ly hơn. Khoảng 3 ly hơn nha mọi người. Đấy. Cân nặng của cái cần này mình thử nha. Cân nặng của cần này khoảng 700 g, hơn 700 nhé, 700 g hơn nhé. Đấy, cây này cây số 13, 13, 380.000. Số 14 là một cây cần đây.
Stringcaster 360HH. Đấy. Bass Fuji FS6 cần câu lục rút nha mọi người, cần này cần rút. Đây. Dàn khoan của nó đây, có bị thay khoan rồi nhá. Rồi về tự xử. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bốn lóng. Bốn lóng. Cái gần này nó bị mắc cái đế vặn chân gần rồi, mắc cái đế vặn chân gần á. Dài 3m6. Thu vào là 1m05. Đột này khoảng 2,5 ly cho người, đột này khoảng 2,5 ly. Cần này nặng tầm cỡ 400g. 400-408g. Hả? Trên 400g. Đấy. Cái này cây số 14. 14. 190.000. Năm là một cây cần Daiwa Big Power 3m3. Đây này thì mọi người về thay dàn khoan, thì dàn khoan nó hư rồi, chỉ còn được cái đầu u thôi. Đấy. Dàn khoan nó hư rồi, chỉ còn cái đầu u thôi nha mọi người. Lấy cái phôi về thay dàn khoan rất là đơn giản thôi nha mọi người. Đấy, khoan nó bể hư rồi. Bass FX 27. Cần này dài 3m3, thu vào là 1m16, đột của nó khoảng cỡ 2,8 ly hơn, khoảng cỡ 3 ly á, khoảng 3 ly, bên dưới 3 ly gì đấy thôi. Cân nặng của cái cần này khoảng cỡ 400 hơn gram nha mọi người, 400 hơn. Cái này số 15. 15. 200. 15 200 nha mọi người. Đây. 16 là tiếp tục một cây cần Daiwa 3 khúc. Daiwa 3 khúc nha mọi người. Cần Daiwa 3 khúc. Đây, đọc đây. Daiwa 3 khúc. Đây. Đây, cái chỗ này bị bung chỉ nè. Khoan kế đầu bu bị hư nhá, khoan kế đầu bu bị hư rồi, về mọi người tự thay. Đấy, cái phần xu chỗ này thì nó chảy rồi. Đây, bát vặn kim loại này vẫn còn đang vặn được nhá, hơi rít một tí về vệ sinh đi là được. Đây, hư một khoan gần đầu bu nha mọi người. Đấy, cần này dài 3m9, thu vào là khoảng 1m29, 1m3 gì đó, mình cho 1m3 luôn đi. Đấy, còn có 1m3. Ủa, 39 rồi ta. Không, cần này không phải 39 đâu mọi người, cần này 36 thôi. Nha mọi người. Cần này khoảng 3m6, 3m7 thôi mọi người. 3m6 đi. 3m6 nha mọi người. Đấy, thu vào 1m3. Đột của cái cần này khoảng trên dưới 3 ly rồi đấy nha mọi người, trên dưới 3 ly. Cân nặng của cái cần này nằm tầm cỡ 500g, 500g nhé. Giá của nó 200. Số 16. 16 200 nha mọi người.
Số 17 là một cây cần Olympic 3 khúc dòng Honolulu. Đây, cái cần này nó chỉ bị một khuyết điểm á, là cái đầu bu nó mất, nó tụt mất cái đầu bu rồi. Cái đầu bu nó bị tụt mất nha mọi người. Đấy, cái đầu bu nó bị tụt mất, vậy là mọi người thay lại cái đầu bu khác nhé. Đấy, à, cứng nha mọi người. Khoan bát còn ok. Đấy, cần này dài 3 mét, thu vào là 1 mét mốt. Đột của nó khoảng cỡ 2.7 ly. Đột khoảng 2.7 ly nha mọi người. Đây, cân nặng của cái cần này khoảng cỡ 350-400 gram. 350-400 gram gì đấy. Cỡ 3, trên dưới 350 nha mọi người. Đây, hồi này cần số 17. 17 300 nha mọi người. 17 300. Mười tám là một cây cần khúc. Bao nhiêu khúc đây? Một cây cần 4 khúc nha mọi người. Cần 4 khúc. Đây, cái cần này 4 khúc. 4 khúc đây. Ok. Đây, người ta quấn nhựa rất là đẹp nha mọi người. Đây, quấn nhựa đẹp ok luôn. Đây, hai khúc góc này quấn nhựa rất là đẹp nhé. Đọt của nó này. Ok. Lóng thứ hai này. Khoan bát đồ còn ok hết nha mọi người. Dàn khoan bát còn ok cả. Ok đẹp cả. Đấy. Cái này nhát vào trong này được hết nhá. Còn một cái nắp đài này thôi. Còn cái nắp này mất rồi. Cái cần này dài 5.5 m, thu vào là 1.52 m. Thu vào 1.52 m nha mọi người. Đột là 2.9 ly. Cân nặng là 1 kg 460 gram. Giá 550.000. Cái này cây số 18. 18 550.000. Rồi hôm nay mình chỉ có 18 cây cần thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 để lên thì mình sẽ ship. Và mọi người được phép kiểm tra hàng khi nhận hàng, nên mọi người phải kiểm tra cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho bên mình để đâu bên cùng giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những vấn đề như mà mọi người không chịu xem hàng xong rồi nhận hàng bừa, rồi bắt đầu mới mở hàng ra kiểm tra bảo bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.